Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Thường đã trở lại sau 2 ngày không làm video Hôm nay đó là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ là ngày 17 Tây Ở Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ ba ngày 18 Tây rồi Bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi tối, giờ Cali Và hai ngày qua thường cũng đã dành thời gian để mà làm lại một cái background mới cho các bạn Như các bạn thấy ở, ở phía sau lưng của Thuân Thuân đã làm lại cái studio thì sẽ không còn cái background đỏ đen Mà các bạn đã quen thuộc uh, trong vòng hơn một năm qua và hôm nay nên thùng muốn trở lại đi mà chia sẻ một số những cái thông tin nổi bật với các bạn và các bạn thấy được là trong vòng 2-3 ngày qua đó thì thị trường như thế nào các bạn thấy được là nếu chúng ta nói về bitcoin đây thì cũng không có gì gọi là quá di chuyển mạnh có lên có số như mà các bạn thấy là phần lớn đó trong cuối tuần qua chúng ta vẫn tiếp tục xoay quanh cái mức là 42 cho đến 43 ngàn bây giờ giá của BTC là trong phạm vi là 42 200 đô và hôm nay đó khi các bạn nhìn vào thông tin đó, cũng không có nhiều thông tin lắm đâu chúng ta cũng có một số thông tin nổi bật liên quan tới Fidelity cũng như là thông tin liên quan tới Cardano và Sunday Swap mà thường muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà hôm nay đó lý do tại sao không có nhiều thông tin là tại vì hôm nay là ngày lễ tại Hoa Kỳ thì ngày lễ tại Hoa Kỳ đó là ngày hôm nay là ngày ngày lễ uh, Martin Luther King Jr. thì uh, có một cái uh, câu nói rất là hay. Nhiều bạn có nói biết là Martin Luther King Jr. có một cái bài diễn văn rất nổi tiếng là I Have a Dream. Tôi có một ước mơ. Nhưng mà Martin Luther King Jr. cũng có một câu nói đó chính là bóng tối không thể xua được bóng tối, chỉ có ánh sáng mới có thể làm được điều đó. Hận thù không thể xua được hận thù, chỉ có tình yêu thương mới có thể làm được điều đó. Đó là câu nói rất nổi tiếng của tiến sĩ Martin Luther King Jr. Thì uh, như bạn cũng đã biết tới uh, đây là một trong những người mà dẫn đầu cái phong trào nhân quyền uh, ở Hoa Kỳ cách đây cũng đã rất lâu rồi. Nhiều người đó thì nói uh, đây là người mà đứng lên để mà uh, đòi lại công bằng cho người da đen nhưng mà đó là cũng là một câu nói chung chung mà thôi. Thật ra mà Martin Luther King Jr đó cũng đã đứng lên để mà tranh đấu quyền lợi cho người da màu nói chung chứ không phải chỉ riêng là người da đen. Và tranh đấu những quyền lợi như thế nào? Những quyền lợi liên quan tới dân quyền, những quyền lợi liên quan tới là quyền được bỏ phiếu. Truy các bạn là một một công dân hợp pháp và các bạn đóng thuế thì cần phải có được cái quyền bỏ phiếu giống như là các bạn nói tới những cái Uh, tranh đấu liên quan tới những cái luật liên quan tới là các bạn đi làm thì luật tự động như thế nào thì Martin Luther King Jr cũng đóng góp rất nhiều trong những cái phần đó và bản thân thuận và những người mà sống ở đây bây giờ đó nhất là người da màu thì cũng uh, đã được hưởng một số lợi ích đến từ những cái tranh đấu của những người mà đã từng đi trước cho nên thường muốn dành một ít thời gian để mà nói về điều này mà thôi và cũng đáng tiếc đó là tiến sĩ Martin Luther King Jr thì cũng đã bị ám sát vào ngày 4 tháng 4 năm 1968 Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới một số những cái thông tin liên quan tới thị trường crypto đi. Thì uh, trên trang Coin360 đó, khi mà các bạn nhìn vào cái thời gian là một ngày qua thì các bạn sẽ thấy một ngày qua tình hình như thế nào là các bạn vẫn thấy là có rất nhiều màu đỏ trên màn hình nhưng mà phần lớn đó là không đỏ lắm như là đỏ nhạt là xuống một ít mà thôi trong đó chúng ta có một đồng là Cardano ADA đó thì tăng 9,26% trong khi là phần lớn thị trường là nằm trong một màu đỏ nhẹ chúng ta nhìn vào những đồng lớn đó thì trong cái cột là 24 giờ qua các bạn thấy là BTC xuống 1,4% Ethereum Uh, BNB chúng ta nói tới uh, Solana đều xuống khoảng chừng là 3%, Polkadot xuống khoảng chừng 4%, trăm, Luna xuống nhiều hơn. Nhưng mà cái mà thường muốn các bạn để ý đến là trong vòng 7 ngày qua thì như thế nào? Thì các bạn thấy được là mặc dù trong vòng 24 giờ qua chúng ta thấy có cái sự dao động và phần lớn là đi xuống một chút Nhưng mà trong vòng 7 ngày qua thì vẫn là màu xanh trong những năm lớn này Các bạn thấy được là Bitcoin thì vẫn tăng là 1% trong vòng một tuần qua Ethereum tăng 4,1% trong một tuần qua Binance Coin tăng 1% trong một tuần qua Và Cardano tăng rất là nhiều, tăng tới 40% trong vòng 7 ngày qua chúng ta sẽ nói thêm về Cardano Black nữa Sau khi chúng ta nói về tình hình chung và tình hình của BTC Và với cái sự tăng trưởng này của Cardano đó thì đã trở lại và giữ vị trí thứ năm đã qua mặt được Solana ở thời điểm hiện tại và Solana thì vẫn tăng là 2,9% phẩy xrp cũng vậy trong vòng một tuần qua tealuna thì tăng 11% và polkadot là tăng tám trăm trong khi đó chúng ta có những đồng meme coin như là Dogecoin tăng 18% tám phần tăng tám phẩy và Avalanche thì chỉ tăng có 2,8% trong vòng một tuần qua wow, mà thôi thì cũng tương tự như là Solana và XRP. Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tình hình chung của thị trường thì các bạn thấy là cái sự ảnh hưởng bây giờ vẫn tiếp tục đến là từ thị trường tài chính nói chung. Hôm thứ sáu đó thì các bạn thấy đã có nhiều ngân hàng đã đưa ra cái thống kê trong quý 4 họ làm ăn như thế nào. Và mặc dù là nhiều ngân hàng đó họ vẫn cho thấy là họ có lời quý 4 mới đây nhưng mà cái giá của cổ phiếu của nhiều ngân hàng đó trong đó chúng ta thấy được những ngân hàng lớn mà đã thông báo quý 4 đó là ngân hàng JP Morgan Chase à, các bạn thấy được chúng ta có những ngân hàng khác như là ngân hàng Citigroup à, ngân hàng Goldman Sachs và ngân hàng Morgan Stanley những ngân hàng này đó khi mà đưa ra kết quả đó thì đều thấy cái hiện tượng chung là giá cổ phiếu đi xuống trong ngành ngân hàng. À, và các bạn thấy là tiếp tục chúng ta nhìn vào những cổ phiếu như là Home Depot. Đây là một trong những cái nơi mà ở Hoa Kỳ các bạn có thể tới đi mà mua những cái vật dụng trong gia đình hay là vật dụng sửa sang nhà cửa đó thì uh, ngay cả Home Depot cổ phiếu cũng đi xuống nhưng mà ngược lại chúng ta lại thấy được là những cái cổ phiếu liên quan tới năng lượng thì lại có cái sự uh, tăng trưởng và cổ phiếu liên quan tới casino lại tăng lên thì nói chung đó trong cái quý 4 mới đây những người mà đã ra cái uh, thông báo là quý 4 nhưng công ty này họ làm như thế nào đó thì uh, nó không phải là chung một xu hướng các bạn thấy được là có cổ phiếu tăng có cổ phiếu giảm nhưng mà phần lớn các bạn thấy là những cổ phiếu liên quan tới cái ngành ngân hàng đó thì uh, lại thấy cái sự suy giảm cũng như là những cái cổ phiếu liên liên quan đến cái ngành retail đó nghĩa là bán hàng cho người dân đó thì những cửa hàng đó cổ phiếu cũng cho thấy cái xu hướng đi xuống tại vì sao vậy? Tại vì bây giờ đó những cái ngân hàng đó thì họ đưa ra cái suy nghĩ là có thể là trong năm 2022 này cái sự tăng trưởng sẽ không có như là nhiều nhà đầu tư mong đợi cho nên mặc dù họ vẫn có lời trong quý 4 nhưng mà cổ phiếu lại đi xuống điều này tại sao lại quan trọng tại vì điều này đó các bạn thì được là một trong những điều mà chúng ta uh, có thể thấy được là làm ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của Fed. Fed bây giờ vẫn nghĩ là chúng ta có một năm 2022 sẽ tăng trưởng mạnh cho nên cái việc mà tăng lãi suất là cần thiết để mà chống lại phần trăm lạm phát tại vì cái kinh tế đang tốt và người dân thì không có thất nghiệp nhiều nhưng mà chúng ta lại có những cái thông tin uh, hỗn hợp trong vòng mấy ngày qua có thể là nền kinh tế trong năm 2022 này không có tốt như là Fed nghĩ và điều này có ảnh hưởng đến việc Fed tăng lãi suất bao nhiêu lần hay là không tôi nghĩ là ít nhiều gì cũng sẽ có ảnh hưởng chúng ta chỉ chưa có biết rõ mà thôi đây, đây là cái thông tin à, đến từ thị trường chứng khoán mà thường muốn à, chia sẻ với các bạn nói tới đây đó thì nghĩ là nhiều bạn sẽ quan tâm đến là quý bốn thì à, đã kết thúc rồi thì khi nào chúng ta mới biết được những cái thống kê trong quý 4 của những công ty là họ có mua bitcoin hay là không họ có bán bitcoin hay là không và nhất là những công ty như là tesla thì nếu như bạn muốn biết đó thì tesla đó dựa theo uh, lịch của market insider thì cái ngày mà họ sẽ ra cái uh, thông báo báo cáo quý 4 đó chính là ngày 26 tây tháng 1 công ty Apple đó các bạn thấy được là họ sẽ ra cái thông báo quý 1 năm 2022 là ngày 27 tây tháng 1 chúng ta sẽ nhìn vào công ty Alphabet đi nghĩa là Google đó thì Alphabet các bạn sẽ được là Alphabet đó, thì dựa theo lịch là ngày 1 tây tháng 2 và chúng ta nhìn thêm một công ty nữa đó chính là công ty Facebook đi hay là Meta đó thì công ty Facebook À, báo cáo quý 4 sẽ là khoảng chừng ngày 2 tháng 2 Có nghĩa là chúng ta bây giờ là ngày 17 tây Trong vòng khoảng chừng 2 tuần nữa chúng ta sẽ biết kết quả của quý 4 của những công ty này Và điều mà chúng ta muốn biết là trong quý 4 mới đây đó, Với cái sự sôi động về Metaverse, à, về DeFi về cái việc là nhiều công ty hơn có thể lưu trữ bitcoin crypto thì những công ty lớn này đó như là facebook như là công ty uh, apple những công ty này họ có lưu trữ hay là mua crypto hay là không và đặc biệt là công ty tesla đó có mua thêm hay là bán bitcoin của mình hay là không đây là những gì mà chúng ta đang chờ đợi nhưng mà các bạn sẽ không biết uh, cho đến khi hai tuần nữa đây là cái lịch À, ra những cái thông báo này của những công ty lớn mà thường muốn mang đến cho các bạn. Nói tới đây đó thì cái việc mà những công ty lớn thâm nhập vào thị trường này đó đối với lại một ngân hàng thì ít ra ngân hàng lớn này vẫn nghĩ là đây là một sự kiện sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2022 này. Đó chính là công ty đầu tư nổi tiếng Fidelity. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó, đó chính là Coin98 Wallet Đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó Giúp các bạn có thể lưu trữ coin, token trên hơn 30 blockchain khác nhau Mà chỉ với một cái task free duy nhất mà thôi Ngay trên cái ví Coin98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap Các bạn có thể tìm hiểu và tại cái ứng dụng Coin98 Wallet ngày hôm nay Và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh Đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ Coin98 Thì công ty Fidelity đã đưa ra cái nhận định á Là nhận định này là một nhận định mà thưa với các bạn cũng đã từng nói tới rất nhiều rồi Fidelity nói, không phải là Thuận nói Fidelity nói đó là trong năm nay và những năm sau này đó thì họ thấy đó là cái khả năng là những cái quốc gia và những ngân hàng trung ương sẽ mua Bitcoin để mà dự trữ thì các bạn thấy được đây là một trong những cái điều liên quan tới lý thuyết trò chơi mà mình thường đã từng chia sẻ với các bạn rồi người đầu tiên tham gia vào đó thì những người sau này có thể là cũng phải tham gia vào và càng nhiều người tham gia vào thì những người sau này lại càng phải tham gia vào thì hiểu đơn giản đó là đối với là Fidelity thì các bạn thấy được là cái quốc gia đầu tiên đã tiên phong đó chính là quốc gia el salvador thì cho dù các bạn thích hay là không thích điều này cũng đã xảy ra như nào salvador đã chấp nhận bitcoin như là tiền tại hợp pháp và ngân hàng trung ương của salvador cũng đã lưu trữ btc tuy đây là một cái quốc gia nhỏ nhưng mà đây cũng là một cái sự khởi đầu và có thể dẫn đến là nhiều quốc gia bây giờ đang nhìn vào Salvador xem coi là cái sự chấp nhận BTC trở thành tiền tệ hợp pháp hay là lưu trữ Bitcoin trong ngân sách của ngân hàng trung ương thì có ảnh hưởng như thế nào, xấu hay là tốt và mang đến lợi ích như thế nào như là có thể mang đến công an việc làm, mang đến uh, tiền thuế cao hơn vân vân thì các bạn thấy được là chúng ta thấy là có thể là sẽ có nhiều quốc gia tương tự mà trong cái tình hình tương tự như là Salvador có nghĩa là cái tiền pháp định của họ quá yếu mà họ không muốn dựa vào đồng đô la hay là một cái ngoại tệ khác cho nên ít ra đó thì Bitcoin các bạn có thể được Bitcoin lên xuống bất thường nhưng mà các bạn thấy được là khi mà chúng ta so sánh với tiền pháp định của, của của quốc gia đó đó thì có thể là cái sự lên xuống nó không có cao đâu các bạn thấy là nếu chúng ta so sánh thì nhiều người vẫn cho là Bitcoin đó so với tiền pháp định của họ thì ít ra tiền pháp định của họ chỉ có đi xuống mà thôi Bitcoin thì có lên, có xuống và nhiều quốc gia thì họ không muốn là hoàn toàn dựa dẫm vào một ngoại tệ như là đồng USD đó là cái tình hình của nước El Salvador họ muốn ngoại trừ đồng đô la ra họ muốn có thêm một sự lựa chọn nữa thì ít ra không có ai quản lý đồng Bitcoin thì đối với là Fidelity đó họ nghĩ là trong tương lai sẽ càng ngày càng có nhiều quốc gia tham gia vào và những quốc gia mà tham gia vào đầu tiên sẽ có cái lợi thế với những quốc gia sau này và cho dù là Bitcoin không thành công đi nữa Fidelity nói là đây là một cái chi phí nhỏ để mua một phần bảo hiểm cho sau này đừng có nói là lỡ như Bitcoin thất bại thì ra sao thì như vậy thì chỉ mất cái số tiền đó mà thôi một cái phần tiền nhỏ nhưng mà lỡ như Câu hỏi ngược lại, Bitcoin thành công thì đã sao? Quốc gia các bạn lúc đó có lưu trữ nhiều Bitcoin hay là không? Thì đó phải đeo đi đó. Đây là một cái giá rất nhỏ để mà mua một phần bảo hiểm cho sau này. Đó là điều được nói đến bởi phải đi. Thì uh, tiếp theo phải đeo đi cũng không chỉ là nói riêng về uh, Bitcoin mà phải nói đó là trong uh, tương lai tới đây đó thì họ vẫn thấy là đây là một năm mà tiếp tục sẽ thấy cái sự tăng trưởng và sự tăng trưởng ở đây đó là họ nói tới là đồng ổn định nhưng mà độ ổn định thôi nói tới đây đó là họ nói tới đồng ổn định dựa theo giao thức có nghĩa là những đồng ổn định như là đồng đai gì đó có nghĩa là đồng ổn định này đó giữ giá một đô la dựa theo một cái giao thức chứ không phải là có một công ty đứng sau lưng để mà đảm bảo nhưng mà nào mà sử dụng đai thì cũng đã hiểu cái hoạt động của đai rồi dựa theo giá lên xuống của tvm để mà điều chỉnh giá của một token DAI và token DAI là một token mà cũng đã có nhiều năm rồi và vẫn giữ được cái mức là khoảng chừng một đô la thì đối với cái sự mà siết chặt của những ngân hàng trung ương đó thì phải đều nói là cái tương lai sẽ là cái tương lai của những đồng ổn định dựa theo giao thức đó là điều đầu tiên điều thứ nhì đó họ sẽ nói là những cái công ty fintech như là những cái công ty mà công nghệ liên quan đến ngành tài chính đó, thì sẽ không có sự lựa chọn Ngoại trừ là họ cần phải kết hợp và họ sẽ gây dựng những sản phẩm của họ ở trên những nền tảng DeFi Họ vẫn nghĩ là DeFi là tương lai tới đây Và cuối cùng là họ nói tới NFT Thì điều liên quan tới NFT đó, họ nói là cái giá trị của NFT tương lai thì đương nhiên không có ai biết được Nhưng mà họ không nói tới giá của NFT đó là giá bao nhiêu Trong tương lai họ chỉ nói là cái sự ảnh hưởng đối với lại à, những cái ngành như là ngành nhạc hay là ngành nghệ thuật hay là những ngành mà làm những cái content giống như là thuận làm video gì đó thì sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn và cái sự ảnh hưởng đó cũng sẽ dẫn đến giá trị cho một số NFT đương nhiên không phải tất cả nhưng mà đó là cái suy nghĩ của Fidelity là sự ảnh hưởng là có Tuy nhiên là họ nói là Bitcoin thì sẽ càng ngày càng có nhiều những quốc gia chấp nhận và lưu trữ uh, bởi những quốc gia cũng như là những ngân hàng trung ương À, thứ nhì là họ nói tới là tương lai sẽ là tương lai của đồng ổn định dựa theo giao thức thứ ba là họ nói tới là những công ty công nghệ liên quan đến tài chính sẽ phải gây dựng ở trên những cái hệ thống DeFi hiện tại và cuối cùng là họ nói tới NFT NFT sẽ là tương lai chỉ là không biết NFT nào và giá trị sẽ ra sao mà thôi nhưng mà cái sự ảnh hưởng đã có rồi và họ cũng nói là thống kê đó dựa theo năm 2021 thì đối với những nhà đầu tư lớn và những tổ chức đầu tư đó thì 71% của con số này đó ở Hoa Kỳ và ở châu Âu theo thảo sát của họ đó thì đã có ý định là đưa một phần cái tiền của mình vào trong tài sản kỹ thuật số và nghĩ đó mới là tương lai và con số này đã tăng lên liên tục trong vòng 3 năm qua và họ nghĩ là năm 2022 này sẽ là năm mà có cái sự tăng trưởng tiếp tục. Và đối với lại Fidelity đó, cái chìa khóa quan trọng nhất để mà chúng ta có thêm những người mà liên quan đến thị trường tài chính truyền thống đó, những tổ chức đầu tư tiếp tục đem tiền vào trong thị trường tiền kỹ thuật số này đó, đó chính là liên quan tới lực cần phải có lực rõ ràng đây là cái điều hàng đầu mà chúng ta cần phải quan tâm đến trong năm nay chúng ta cần phải có những lực rõ ràng cũng giống như là chúng ta đã từng nghe nói trước đây khi mà các bạn thấy là cái ngành uh, auto ra đời đó thì uh, xe hơi chạy đó thì không có lực gì hết cũng không có đường cũng không có những cái quy định rõ ràng thì cái ngành xe hơi đó không phát triển mạnh nhưng mà cho đến khi mà chúng ta thấy là có lực rõ ràng và có lực giao thông thì ngay lập tức cái ngành sẽ hơi phát triển rất là nhanh thì bây giờ đó nói cũng tương tự như vậy phải đâu nói đó là chỉ cần là có lực rõ ràng thì những người bây giờ họ đang giống như là đứng giữa muốn hay là không muốn ấy. khi mà có lực rõ ràng thì họ sẽ cảm thấy là an toàn hơn và họ sẽ ra quyết định dễ hơn là đem tiền vào trong thị trường này và nói tới đây đó thì có một cái bài phỏng vấn bài phỏng vấn này đó là giữa Anthony uh, Pomliano uh, và Mr. Wonderful hay là nhiều bạn uh, biết tới với cái tên chính thức của ông ta là Kevin O'Leary là một trong những cái shark ở trên Shark Tank của Hoa Kỳ thì uh, trước hết Kevin O'Leary như bài nào mà cũng đã nhớ ông ta nhìn ra sao đó thì uh, thường thấy dạo này nhiều ông cũng ốm hơn rất là nhiều rồi đó giống như là diet hay sao đó nhưng mà cái này cũng không có quan trọng đối với video ngày hôm nay cái mà quan trọng đối với video ngày hôm nay đó là cũng liên quan đến những cái lời nói của Fidel đi à, về cái việc là những tổ chức đầu tư tham gia vào đối với là Kevin Larry đó thì trong vòng 18 tới 36 À, tháng tới đây đó, thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục thấy con số tiền rất lớn đến từ thị trường tài chính vào trong thị trường crypto này. Nhưng mà không giống như chúng ta nghĩ đâu. Đối với like Cameron Larry đó, thì uh, cái mà những tổ chức đầu tư họ muốn làm là họ sẽ mua uh, cổ phiếu thông qua những cái uh, nơi mà lưu trữ BTC. Giống như là like Cameron Larry nói đó là có thể là những cái tổ chức đầu tư này họ sẽ không có lên trên sàn để mà mua hay là tự lưu trữ Bitcoin đâu mà họ sẽ mua thông qua thị trường chứng khoán. Thì đối với những công ty mà đã Bitcoin bây giờ đó thì họ đào Bitcoin xong họ có thể là giữ Bitcoin của mình và họ sẽ bán cổ phần dựa theo cái số lượng Bitcoin họ có và những công ty đầu tư lớn họ sẽ mua những cổ phần đó và đứng sau những cổ phần đó chính là Bitcoin thật sự đây là một trong những cách mà họ sẽ đầu tư à, mà không cần phải có một cái Bitcoin Spot ETF Tại vì bây giờ ở hoa kỳ chúng ta chỉ có Bitcoin Futures ETF thôi cái Bitcoin Spot đó, nghĩa là Bitcoin mà đứng sau lưng là có Bitcoin thật sự trong quỹ đầu tư ETF thì vẫn chưa có thì những công ty bây giờ họ có thể là đầu tư Bitcoin thông qua cái dạng đó có thể là sẽ có nhiều công ty giống như là công ty MicroStrategy sẽ xuất hiện nhưng mà những công ty này đó họ được sinh ra chỉ để thu mua BTC sau đó đó là họ sẽ giữ Bitcoin và họ sẽ bán cổ phần và nhiều công ty sẽ đầu tư vào thị trường Bitcoin này thông qua cái đó mà chúng ta không cần phải có một cái Bitcoin Spot ETF cho dù là SEC không có chấp nhận có một cái Bitcoin Spot ETF thông qua thì những công ty vẫn có thể đầu tư theo cách đó đó là suy nghĩ của Kevin O'Leary ông ta vẫn nghĩ là trong vòng 18 tháng tới 36 tháng như là từ à, một năm rưỡi cho đến 3 năm thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục thấy rất là nhiều tiền đổ vào trong thị trường này đến từ những nhà đầu tư lớn Chứ mà nghĩ như thế nào các bạn hãy comment ở bên dưới Điều đó là một điều mà chúng ta cũng đã từng nói tới rồi Nhưng mà có một điều khác nữa đó chính là có cái thông tin là cái uh, chuỗi siêu thị Walmart À, cũng đã âm thầm à, Muốn tham gia vào Metaverse Thì ta sẽ ta biết nếu như họ âm thầm Thì làm sao biết được Tại vì người ta nhìn vào những cái tài liệu Mà họ đã nạp để có được Những cái bằng sáng chế Và những bằng sáng chế này đó các bạn thấy được là có rất nhiều Chứ không phải là một bằng Mà những bằng sáng chế này đó là những bàn sáng chế liên quan tới các bạn đã thấy rồi digital currency tiền điện tử và token và họ cũng đã nói tới là họ muốn mở một cái tiệm ở trong một cái thế giới ảo các bạn thấy được là online retail virtual merchandise thì đương nhiên họ muốn nói tới đây là thị trường Metaverse. Tuy nhiên là Walmart cũng muốn tham gia vào thị trường uh, Metaverse. Và đương nhiên, các bạn thấy được là Walmart không phải là người uh, đầu tiên mà muốn tham gia gần đây. Các bạn thấy là có rất nhiều những công ty mà các bạn quen thuộc đã tham gia vào thế giới Metaverse. Rồi chúng ta có uh, Nike, uh, chúng ta có Gap chúng ta có Under Armour, chúng ta có Urban Outfitters, Ralph Lauren Abercrombie Fitch. Các bạn thấy được là tất cả những cái công ty mà Thuận vừa chia sẻ đều những cái công ty lớn uh, trong cái ngành mà uh, bán quần áo hay là bán uh, những cái phù phạm như là đồ thể thao thì các bạn thấy là những công ty này đó một là họ đã tham gia rồi hai là họ đang chuẩn bị tham gia tại vì sao gì tại vì các bạn thấy được là họ nghĩ là thế giới thực tế ảo mới là thế giới của tương lai sau này nên thường nghĩ là chúng ta sẽ có những cái sản phẩm như là các bạn đó, ở trong một cái thế giới thực tế ảo đi các bạn trong một cái metaverse thì nếu như các bạn đã bỏ tiền để mà mua một cái áo mắc tiền của nike hay là mua một cái giày mắc tiền của nike thì các bạn có thể scan cái mã đó chứng minh là các bạn à, mua cái vật đó đó ngoài đời thật và cái nhân vật ở trong metaverse các bạn cũng sẽ có thể mang được cái giày đó và nó có giá trị tôi nghĩ sao này sao này như vậy hay là các bạn thấy được là các bạn có thể ở trong metaverse các bạn có thể là đi uh, tham gia giống như là Thường nói dễ hiểu đi các bạn có thể là tới một cái uh, tiệm walmart ở trong cái thế giới đó rồi các bạn có thể mua một hàng hóa nào đó và hàng hóa đó đó các bạn có thể sở hữu ở trong thế giới đó và hàng hóa đó cũng có thể được gửi đến nhạc của các bạn giống như là các bạn thấy được là nó sẽ có một cái sự lẫn lộn giữa thật và ảo cho nên nhiều người nói là thực tế ảo là gì cũng giống như là các bạn thấy là tương lai đó có thể là các bạn giống như là đi Disneyland đi thì hôm nay đó các bạn dẫn con các bạn đi disneyland ở Anaheim đi ở gần chỗ thường đang ở hiện bây giờ thì các bạn đến disneyland thì có thể là các bạn đi vào một cái không gian ở trong disneyland thật sự nhưng mà các bạn sẽ mang một cái mắt kính và mắt kính đó đó thì các bạn có thể nhìn thấy cái disneyland đó thông qua cái ống kính của các bạn và giống như là hôm nay đó là sinh nhật của con của bạn và disneyland biết điều đó thì họ có thể là để cái ống kính đó khi mà đeo vào mắt kính á, thì các bạn sẽ thấy được là ở đâu cũng sẽ có những cái câu như là chúc mừng sinh nhật happy birthday cho con các bạn nó sẽ có một cái sự lẫn lộn giữa thật giả và, và cả hai thế giới đó nó sẽ lẫn lộn với nhau và đây là cái thế giới metaverse mà thường nghĩ là tương lai chúng ta sẽ có trong thời gian rất ngắn mà thôi cho mà nghĩ như là các bạn hãy comment ở bên dưới về cái việc là chúng ta càng ngày sẽ càng có nhiều những quốc gia đó đứng lên để mà ủng hộ bitcoin thì có một thông tin à, uh, trong dòng cuối tuần qua đó chính là thị trường của một thành phố ở Brazil, đó chính là Rio de Janeiro, thì à, là một thị trưởng đã nói là nếu như mà trả tiền thuế bằng bitcoin thì sẽ được giảm 10% các bạn thấy được là cái lý thuyết game game theory cũng đã bắt đầu rồi và đã bắt đầu khi mà chúng ta thấy cái uh, sự chấp nhận bitcoin đến từ salvador cho nên lúc đó, đó rất là nhiều bạn uh, cười nhạo el salvador tại vì nói là đây là một quốc gia nhỏ mà thôi chúng ta cũng không cần quan tâm đâu uh, cái uh, số tiền mà họ có thể dùng để mua bitcoin đó không bằng một góc của một công ty ở hoa kỳ như là MicroStrategy nhưng mà cái số tiền họ mua không quan trọng hay là uh, các bạn thấy được là quốc gia của họ lớn hay nhỏ cũng không quan trọng đâu cái quan trọng đó là các bạn thấy được là họ là cái ngồi đã được châm và sẽ dẫn đến cái sự bùng nổ và sẽ dẫn đến cái hiệu ứng domino cho những quốc gia khác. Đó là điều mà các bạn thấy được đã bắt đầu, đã trở thành sự thật rồi.